Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Accenter trên 50 độ thuộc hàng khủng nhất Vịnh Bắc Bộ. Chiếc xe được độ lại tại WeShop. Đây là một shop chuyên cho ra đời những Accenter độ dành cho những cuộc thi tải xe đẹp miền Bắc. Khác với những phiên bản trước, Accenter trên 50 độ lần này được lên bộ ghi đông trần nhìn thể thao hơn rất nhiều và hàng loạt đồ chơi cực chất. Cùng với chúng tôi soi chi tiết danh sách những món đồ chơi trên Accenter độ khủng nhất Vịnh Bắc Bộ này nhé. Danh sách các món đồ chơi của Accenter độ khủng nhất Vịnh Bắc Bộ. Bo MPV GP cực độc, đĩa R3, đĩa sau Rebo 1199 ABS, cụm phanh Rebo 848, cụm con CRR, bao tay CRR Folding, Koso, gấp sau BMW S1000RR, heo Rebo Niki, bao tay Resina Spotlight, rù xéo, cụm công tắc Dino chính hãng, gác chân Baker, chống nâng GTI, phục trước Shopper, chân CNC 100mm, mắt cú full LED L4, cặp lớp Continental, ghi đông trần của Baker, full up roti, chống chân Koso, xích DD 428NH, nắp nhớt Racing Boy, cụm tăng tốc Red Slail, ống bô Dimono, cụm dầu Titanium, phát biển số CNC, full vàng nhựa vẽ AB về trước của Ninja 300, carbon fiber cho từng chi tiết vàng vỏ, phục sau Holin chính hãng, che nhôm Yamaha Thái Lan, nhôm sau mua lại 428 cụm R3, chân chống kiển Resina chính hãng, heo Rebo Bilis sau, dây ngắt dầu S, dây dầu trước của Gaffer, lát con độn, xi nhan Resina chính hãng, chắn ba CNC, trợ lực Holin của Thái, chống đổ Koso và rất nhiều chi tiết CNC sắc sảo khác. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại clip kế tiếp, nhớ like hoặc share và subscribe.